kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, mới đây sau gần 2 tháng điều tra, thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh phòng PC01 cho biết, đơn vị đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát đề nghị truy tố vụ án mạng phi tang nạn nhân tại khu phòng trọ thuộc khu phố 5 phường Tăng Nhơn Phú B thành phố Thủ Đức vào ngày 29 Tết, từng khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú 144 ấp Bắc, khu phố Mỹ An, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, và nạn nhân VTT, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, ở cùng khu nhà trọ trên đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B, thành phố Thủ Đức. Phòng của Khoa ở dãy đối diện với dãy của phòng chị T. Nguyễn Đăng Khoa học hết lớp 10 thì nghỉ, đi làm công việc bán thời gian không ổn định, ham chơi game. Sắp đến Tết nhưng không có tiền tiêu xài. Ngày 8 tháng 2 năm 2024, tức là ngày 28 tháng Chạp âm lịch, thấy chị T ở một mình trong phòng, chuẩn bị đồ về quê ăn Tết. Lúc này, những người khác trong khu trọ đã về quê, nên Nguyễn Đăng Khoa lấy lý do nhờ chị T qua phụ dịch chuyển tủ quần áo, nhằm để chị qua phòng Khoa. Khi chị T vừa qua phòng thì Khoa đóng cửa lại, dùng hung khí đe dọa, uy hiếp và dùng vũ lực tấn công khống chế. Sau khi tấn công nạn nhân, Khoa lục tìm lấy tài sản của chị gồm một lắc vàng, ba nhẫn vàng, một điện thoại di động iPhone 12 Pro, một sợi dây chuyền vàng, một đôi bông tai vàng và 3 triệu đồng. Đáng nói, sau khi sát hại chị T, Khoa còn thực hiện hành vi đồi bại đối với nạn nhân. Để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Đăng Khoa đã dùng dao phân mảnh nạn nhân cho vào túi ni lông, buộc kín rồi dùng xe máy chở hai lần đi đến quăng xuống mép kênh ven đường, đi vào khu công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức. Sau đó, Khoa đi bán một số tài sản đã cướp được của nạn nhân, rồi đem theo một số nữ trang cướp được, chưa bán đón xe khách về nhà bạn gái tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, chơi Tết cho đến ngày 13 tháng 2 năm 2024 thì bị bắt giữ. Hiện Nguyễn Đăng Khoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đây là mất mát, nỗi đau rất lớn của gia đình nạn nhân. Hành vi gây án rất dã man, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh PC01 phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức và đơn vị nghiệp vụ liên quan tập trung điều tra làm rõ bản chất của vụ án, thu hồi và tạm giữ được toàn bộ tài sản mà Nguyễn Đăng Khoa đã cướp của nạn nhân, đã xác minh và xử lý vật chứng trả lại cho gia đình chị Thống. Nhanh chóng kết thúc điều tra, kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố nhằm sớm đưa ra vụ án ra xét xử nghiêm minh, kịp thời răn đe giáo dục phòng ngừa xã hội, góp phần làm giảm đi nỗi đau của gia đình nạn nhân. Sau gần 2 tháng điều tra, ngày 11 tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng PC01 đã ra bản kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đăng Khoa về các tội cướp tài sản, quy định tại khoản 2, điều 168, giết người quy định tại khoản 1, điều 123 và hiếp dâm quy định tại khoản 1, điều 141 của Bộ luật hình sự. Trước đó, chiều 14 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin chính thức về vụ việc. Đáng nói, chỉ từ những manh mối ít ỏi, lực lượng chức năng đã thành công truy bắt tên sát nhân sau 24 giờ vụ việc bị phát giác. Chiều 14 tháng 2, tức mùng 5 Tết, Đại tá Trần Thị Kim Lý, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp thông tin kết quả điều tra vụ án nghi phạm sát hại cô gái vào ngày 8 tháng 2, tức 29 Tết ở thành phố Thủ Đức. Chiều 8 tháng 2, tức 29 Tết, chị Thống tan ca làm và trở về phòng trọ nằm trong hẻm trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Sau đó, chị Thống nhắn tin với gia đình là chuẩn bị về quê ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai để ăn Tết. Chờ mãi không thấy chị Thống về nhà, người thân đã cố gắng liên lạc nhiều lần qua điện thoại, thế nhưng không có kết quả. Sáng ngày 9 tháng 2, tức ngày 30 Tết, bạn trai của chị Thống nói với người thân của chị là đã nhờ người đến phòng trọ tìm, thế nhưng thấy cửa đã khóa ngoài. Người này đã phá khóa để vào phòng kiểm tra, thế nhưng không thấy chị Thống ở bên trong. Đến trưa ngày 9 tháng 2, gia đình chị Thống đến phòng trọ của con gái thì thấy phòng không có sự xáo trộn, xe máy vẫn để ở bên trong. Trên xe treo nhiều túi đồ chuẩn bị về quê. Tuy nhiên, ba lô mà chị Thống thường dùng và điện thoại, chìa khóa xe thì không có ở trong căn phòng. Chiều ngày 9 tháng 2, tức 30 Tết, Công an phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức nhận được tin báo của chị Vi Thị Huệ, trú tại xã Sông Dây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, về việc em ruột là chị Vi Thị Thống, sinh năm 1999 ở trọ, trên đường Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B đi đâu không rõ. Người thân của chị Thống cho biết chị hiền lành và ít nói chuyện với người lạ. Công an phường Tăng Nhân Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và tổ chức truy tìm tung tích chị Vi Thị Thống.
Công an phường đã cùng với người nhà của chị Vi Thị Thống kiểm tra bên trong phòng trọ số 4, ghi nhận xe mô tô, quần áo, đồ dùng cá nhân vẫn còn trong phòng trọ, không có sự xáo trộn bất thường. Tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm và thu thập hình ảnh camera nhà trọ, cơ quan điều tra ghi nhận chị Vi Thị Thống không ra khỏi phòng trọ từ khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 2, đồng thời xác định chị Vi Thị Thống vẫn chưa về nhà tại xã Sông Dây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Từ kết quả báo cáo của Công an thành phố Thủ Đức, Ban Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận định vụ việc có nghi vấn nạn nhân bị xâm hại. Ngày 12 tháng 2, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phân công Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đã triển khai 6 tổ công tác ra soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của nạn nhân, cùng các đầu mối thông tin khác nhau tại nhiều địa phương. Trong đó, Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1999, cư trú tại phòng trọ số 14, nhà số 103/18 Quang Trung, khu phố 5, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, có nhiều biểu hiện bất thường. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được Nguyễn Đăng Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Tại cơ quan điều tra, Khoa khai vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 2, tức 29 Tết, sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số 14 với lý do phụ giúp dọn đồ đạc, Nguyễn Đăng Khoa đã khóa cửa phòng, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản. Sau đó đã dùng vũ lực tấn công và đâm nạn nhân. Nguyễn Đăng Khoa còn hiếp dâm nạn nhân và chiếm đoạt một lắc tay và một nhẫn trên người, hai nhẫn vàng 9999 và một sợi dây chuyền, một đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của Thống. Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, Nguyễn Đăng Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi ni lông đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, thuộc phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức. Ngày 14 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về tội cướp tài sản, giết người và hiếp dâm. Trước đó, chị Thống làm công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Coast Phong Phú, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức và ở trọ tại khu vực nhà trọ trong hẻm trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức cùng với người yêu tên là Tuấn. Cách đây khoảng một tháng, anh Tuấn đã về quê ở tỉnh Phú Yên. Qua tìm kiếm, người thân không thấy ba lô mà chị Thống thường dùng, điện thoại và chìa khóa xe. Sau đó, gia đình chị Thống đã đến công an phường Tăng Nhân Phú B trình báo để hỗ trợ tìm kiếm. Nhiều đơn vị đã phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, nhanh chóng làm rõ bản chất vụ việc và truy tìm tung tích nạn nhân. Các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đã triển khai 6 tổ công tác khẩn trương rà soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị T, cùng các đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương. Kết quả nổi lên Khoa, người có nhiều biểu hiện bất thường. Chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được Khoa khi đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, di lý về cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để tập trung đấu tranh làm rõ. Đại tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là vụ án đau lòng để lại những mất mát lớn cho người ở lại. Bà Lý nói, thay mặt Công an thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình nạn nhân. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chúng tôi sẽ kiên quyết điều tra, làm rõ bản chất toàn bộ vụ án, xử lý đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Sáng 15 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Thành ủy thành phố Thủ Đức tổ chức trao khen thưởng cho các đơn vị tham gia phá vụ án cô gái bị sát hại cướp tài sản ở thành phố Thủ Đức. Báo cáo tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Hiếu, trưởng Công an thành phố Thủ Đức cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc Vi Thị Thống, 25 tuổi, trọ ở thành phố Thủ Đức mất tích, bí ẩn trên địa phương Tăng Nhân Phú B, các đội nghiệp vụ của Công an thành phố Thủ Đức đã vào cuộc điều tra xác minh. Công an thành phố Thủ Đức đã huy động nhiều lực lượng, thành lập 6 tổ công tác để điều tra. Qua đó, đơn vị xác định Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang, ở chung dãy trọ với chị Thống có liên quan đến vụ việc. Một tổ công tác lần theo manh mối, đi đến tỉnh Bình Định nơi Khoa lẩn trốn để điều tra. Thời điểm này, Khoa thừa nhận sát hại chị Thống, hiếp dâm nạn nhân rồi phân xác phi tang. Ngoài ra, Khoa còn cướp một số tài sản của nạn nhân đem bán tại các tiệm vàng trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Đại tá Trần Văn Hiếu chia sẻ, chỉ sau 24 giờ, các tổ công tác đã lần theo dấu vết của Khoa. Việc khám phá nhanh vụ án trong thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho thấy được tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm,
cũng như mọi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị. Thành tích này đã góp phần bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao niềm tin của người dân với lực lượng công an. Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận vụ án xảy ra bất ngờ, nghi phạm chuẩn bị trước thế nên công an không kịp phòng ngừa. Tuy nhiên rất may là công an khám phá nhanh vụ án trong vòng 24 giờ, đem lại sự bình yên cho người dân. Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, biểu dương tinh thần của các cán bộ, chiến sĩ và sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng công an khi phải xa gia đình, xa vợ, xa con trong những ngày Tết. Thượng tá Dương chia sẻ, đây là sự hy sinh của các lực lượng tham gia vụ án, đồng thời đây là kết quả thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hợp đồng về nghiệp vụ của các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Thủ Đức trong tác chiến và khám phá án. Thượng tá Nguyễn Đình Dương đề nghị, thời gian tới các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Thủ Đức tiếp tục phát huy ưu điểm, nắm chắc tình hình cơ sở, đặc biệt là quản lý chắc nhân thân từng khu vực, kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến công tác giữ gìn an ninh trật tự. Cẩn trọng xem xét, đánh giá các nguồn tin, dấu vết, dấu hiệu liên quan đến tình hình, từ đó xác định đúng đắn các biện pháp, cách thức đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả các loại tội phạm, đem lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Thưa quý vị, với hành vi man dợ và tội ác và tên sát nhân Nguyễn Đăng Khoa gây ra, hy vọng hắn sẽ phải chịu một mức án thích đáng từ pháp luật. Những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.